Đây, mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Bây giờ mình đã tô màu xong nha các bạn ơi. Anh yêu em vì ai? Anh em anh cho thuê đường về âm thầm mình em. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn nha. Đây, mắt bị trột à? Cầm một đấm ở đây. Cầm một đấm ở đây. Tổ thì cái đeo này mẹ để đeo thôi. Quan vừa rồi cấp chục chỉ chết chỉ chết. Còn ai còn? Anh em anh quên đường về. Ấy à, dẫn gái vào rồi. Ở đóng cửa vào đi. Nhớ mang cà phê đi. Nhà mày không có à? Mày mang đi. Tôi mỏi lắm rồi. Đang ngủ ngon nó phải dậy đi. Cắn mạnh á, điền ghê luôn. Đang ngủ ngon là phải dậy. Thì ngời. Dạ. Thì ngời. Nhớ. Làm ghế cả buổi đi nha. Chịu tiếng rồi thích em để em quên đường. Mỏi toa sắp quẩy mòi các bạn ơi, sắp quẩy mòi. Tiều
Vậy là mình đã đi tô màu xong, nhớ bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ làm là video hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu trong những bức tranh của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Lại thích đúng rồi đấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Nghe bất chưa. Cảm ơn phê. Ở đây cái gì cần mẹ mình treo sạc rồi cái gì cho bà. Taxi à? Mà bây giờ mình đã đi tô màu xong nha các bạn nha. Cái sàn này này, The Queen. Giờ đấy là sạc taxi hay sạc bình thường? Con cún. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhỉ. Tô gần xong thì ra cún kia. Giờ tôi thử có gái rồi. Gái tè. Chứ lúc nào chả có gái. Cái đi, có thêm em mới xinh lắm. Nhân viên mới. Ừ, ba đứa cơ. Thì bảo mẹ là nhân viên mới đi, lại cần có gái. Quán đấy lúc đéo là chả có gái. Tàn cái lắm. Nhưng mà con đấy nó mới làm không phá. anh dạy nó chiều à. Đây, lấy cục cho xưa đây cho anh. Sơn, không phải không anh không. Tôi buồn mới kia, buồn mới làm, buồn lâu lâu lạc. Buồn lâu rồi đó, nó bảo cốc của anh đấy mà sao cười gầy sao bảo cho bố đấy bảo mới làm chưa biết gì mới làm tuổi trẻ bảo lấy một tí cái tầm ca mấy đấy tầm ca cái năm chắc tới lớn à nhưng cái vẻ nó ghét người khẩu trang cái gì nó bị khẩu trang muốn biết vẻ cái gì xinh hơn cả xinh thiếu sinh và là bỏ khẩu trang mới sinh bỏ khẩu trang thì mới biết gì đâu nó bỏ khẩu trang đeo khẩu trang vẫn đồng vẫn lồn bao nhiêu ơi tuyển nhiều phết đây ba tầng mà lợi có phải một tầng đâu ba tầng nó đâu mình về đây nào phục vụ từ từng phục vụ tầng ba thì chạy lên thì danh việc mà mày trái cây nào gì ăn áo quần. Đóng cửa vào tí đi. Mang mẹ vào đây đi. Đi mang vào đi mẹ mới kịp trở chị ta. Đây mang đưa đi. Lần đầu tiên trái thanh long có trong kỳ phòng. Ngồi đây tên là gì nhỉ? Trong bao giờ thử mua? Đây. Cái hộp đấy tên là gì? Cái dừa gì? Đấy, cúi xanh á. Kìa, góc kìa đó. Góc đấy hướng dương mà. Đây, cúi chê đấy thì mắt mình trột à. À.
Đó, đi ra đây. Từ từ đi ra đọc. Vậy là mình đã đi tô màu xong, nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả.